We had a request from a chúng tôi nhận được lời đề nghị từ một số câu lạc bộ của Việt Nam. Dưới góc độ của mình, chúng tôi thương thảo với một vài người trong số họ. Cuối cùng thì chúng tôi đến với Công an Hà Nội. Trước đó, chúng tôi cũng đã làm việc với những đội bóng ở K-League. Trong quá trình đang đàm phán, tôi nhận được yêu cầu từ phía V-League. Lúc đó thì giải vô địch quốc gia Hàn Quốc vẫn đang diễn ra và tôi đề cập sự quan tâm của những câu lạc bộ đó cho huấn viên Kong Okyun. Tháng 10 vừa qua, thì chúng tôi tiếp cận với câu lạc bộ V-League. Công an Hà Nội hiển nhiên không phải là lựa chọn của tôi, mà nó thuộc về huấn viên Kong Okyun. Mà lãnh đạo câu lạc bộ cho thấy tầm nhìn của mình trong việc phát triển chiến lược họ đề ra. Họ muốn xây dựng một tập thể mạnh và đào tạo ra những cầu thủ trẻ xuất sắc. Chúng tôi có làm việc với câu lạc bộ Hà Nội trong một khoảng thời gian. Họ muốn bản hợp đồng kéo dài 2 năm và đó cũng là điều chúng tôi hướng tới. Tôi có thể nói rằng đó là mối quan hệ ổn với nhiều cuộc trao đổi kéo dài cho đến tận bây giờ. Nhưng thời điểm để quyết định thì không phù hợp. Tôi nghĩ không có sự khác biệt khi đàm phán, chỉ là vấn đề thời điểm mà thôi. Mặc dù có nhiều lời mời tại Hàn Quốc, nhưng tôi muốn tìm thử thách ở đội bóng tốt và giàu tham vọng như Công an Hà Nội. Tôi muốn xây dựng phong cách tấn công đẹp mắt cho đội bóng mới để trở thành câu lạc bộ hàng đầu tại Việt Nam và châu lục. Cá nhân tôi nhận thấy tính cách của huấn luyện viên này có 1-0-2. Tôi xin kể một chi tiết khá thú vị. Khi chúng tôi còn đang đàm phán với Công an Hà Nội, ông Kong Okyun gặp lại những học trò cũ của mình 2 năm trước ở PVF. Ngay lập tức, ông tiến tới nói chuyện rôm rả về mọi vấn đề. Lúc đó tôi nhắc ông ấy rằng, chúng ta còn đang đàm phán cơ mà, đã làm việc đâu. Ông ấy muốn xây dựng một thế hệ mới cho bóng đá Việt Nam và cả Công an Hà Nội. Bạn có biết không, nhiều lần tôi đã nói với ông ấy, sao cứ nghĩ về một ngày sẽ trở lại Việt Nam làm việc? Ở K-League, có phải tốt không? Bao nhiêu câu lạc bộ quan tâm? Ông ấy chỉ cười và nói về những dự định chưa hoàn thành tại Việt Nam. Nhiều cổ động viên liên tục gửi tin nhắn muốn ông ấy làm việc ở đây. Và giờ thì ông ấy đã đạt được mục đích của mình. Huấn luyện viên Kong biết mình sẽ không làm việc ở Việt Nam mãi mãi, nên ông ấy muốn hợp tác với các huấn luyện viên bản địa để chia sẻ kinh nghiệm. Xin nhắc lại là chia sẻ, chứ không phải dạy bảo hay huấn luyện, để mang đến một thế hệ cầu thủ tài năng. Và người ta kỳ vọng rất là nhiều vào ông Kong. Và có lẽ như là cái con đường đi đến một cái gọi như là sự phát triển bài bản và lâu dài, nó đang thực sự là bắt đầu tại Công an Hà Nội. Họ có danh hiệu vô địch năm ngoái, thế nhưng mà mọi người vẫn cảm giác là cái độ phát triển của họ là vẫn có những câu hỏi nhất định. Thế bây giờ sự xuất hiện của ông Kong này, theo anh Tùng, nó có đúng như cái nhận định tôi vừa nói không? Nó là sẽ là cái viên đá đầu tiên cho sự phát triển bền vững của câu lạc bộ này. Thực ra thì cái việc mà Công an Hà Nội xây dựng một cái mục tiêu lâu dài là điều mà chúng ta đã cảm nhận ngay từ phút đầu tiên. Bởi vì họ đưa về nhiều cầu thủ giỏi, không có nghĩa là họ chỉ muốn cái thành tích ngắn hạn, mà họ trong những số những cái cầu thủ mà họ đưa về cũng như là những cái động thái mà họ làm ấy, thì nó có rất nhiều những cái điều liên quan đến bóng đá trẻ. Ví dụ như là trung tâm PVF, ví dụ những cái đội bóng hạng nhất mà họ đang tiếp tục bồi dưỡng tuyển dụng ở phía dưới. Và bản thân ở lứa đội 1 ấy, thì cũng ngoài những cái tên tuổi đã thành danh nha, thì có rất nhiều những cầu thủ ở ngay mùa giải 2023 thôi cũng là một thời điểm mà họ có rất nhiều cầu thủ trẻ ở cái độ tuổi mà gọi là dưới 23. Như thế có nghĩa là họ đã có một cái ý thức rằng là cần phải có một chuẩn bị lâu dài. Tuy nhiên cái việc mà chọn con người, chọn bộ khung để gọi là định hướng, để mà dẫn dắt, để mà tạo ra một cái hệ thống tổ chức thi đấu, luyện tập và chơi theo một cái triết lý nào đó thì là điều mà họ đã gọi là gặp những cái khó khăn nhất định. Họ thay rất nhiều huấn luyện viên. Và ngay cả đến cái thời điểm bắt đầu mùa giải 2023-2024 thì vẫn có rất là nhiều những cái tin đồn đoán. Và thực tế, theo như tôi hiểu, cho đến cái phút chót trước khi đặt bút ký với huấn luyện viên Kong ấy, thì kế hoạch thực sự của Công an Hà Nội vẫn là Manopol King, chứ không phải là Công an Hà Nội. Và kể cho đến cái thời điểm đó, khi mà đương kỵ đội Hà Nội ấy, gọi là muốn có cái bản hợp đồng với ông Kong, thì Công an Hà Nội mới thực sự nhảy vào cuộc. Và vào phút chót, cái bản hợp đồng đấy nó có những cái sự kịch tính nhất định. Với ông Kong ấy, thì tôi nghĩ rằng đó là một người cũng có để lại những cái dấu ấn. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý một điều rằng đó là dấu ấn ở đội tuyển U23. Nó chưa phải là V-League. V-League nói gì nói nó vẫn có một cái khoảng cách với một đội bóng trẻ.
Và điều này khiến cho chúng ta không hoàn toàn đã kết thúc những cái lo lắng nào đó dành cho đội đương kim vô địch quốc gia với cái việc mà họ có thể thành công trong một cái giai đoạn ngắn hạn cũng như là cái mùa giải 2023-2024. Nhưng mà thôi, dù sao đi nữa thì đó vẫn là một cái động thái để khẳng định rằng là họ rất là quyết tâm. Và thêm một cái động thái như thế này, với thêm một cái nhà cầm quân như thế này, và có vẻ như ấy, là cái trật tự trong cái việc điều hành của câu lạc bộ ấy, nó cũng sẽ đi theo một cái hướng ổn định hơn, hướng mới, xu hướng mới đã. Tôi nghĩ rằng là vì rất nhiều những người cũ đã chia tay rồi, cả một gọi là một ekip gần như là cũ thì đã chia tay rồi. Ví dụ như là anh Như Thành chẳng hạn, bây giờ là cũng không còn ở lại Công an Hà Nội nữa rồi. Thế thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái chi tiết nó có thể nó sẽ tạo lập ra một cái trật tự mới, và nó sẽ đem đến một cái hướng mới.